tỉnh xã Bù Diên, thị xã Long Xuyên, An Giang. Viết ngoài cổng vô bên trái.
đứng đang quay đây là trên lầu. Hoa kiển toàn là một trang không á. Bỏ xe phía ngoài trong có gì không? Thật là khuôn viên rộng quá, rộng những bức tử sư tử. Ủa, bông hay bông gì em biết hả? Lá đẹp quá. Bông bông gì vậy? Dạ, bướm hồng. Bông hồng hả? Bướm hồng. Bướm hồng. Bướm hồng. Quá đẹp. Bỏ xe ngoài đi ngoài ra. Ra giữ xe đèn. Có ai đâu giữ? Có dễ giữ. Giữ dậm sơ sơ vậy thôi. Đẹp quá đẹp. Đi quay vô ngoài chụp hình cho thăm bạn. Có người chụp nó đẹp. Nè, quay vô chút quay. Có nói chuyện gì chưa? Nói chuyện gì chưa? Đây là chùa gì vậy? Thôi khỏi nói đi quay thôi. Anh chụp năm rồi. Đẹp quá ha, cảnh đẹp quá trời. Quay nhiếp ảnh này cái coi. Dạ, xe, 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 xe. Đó.
quá trời. Giờ hình không biết để đâu nói à. Đây mới là đẹp nữa nè, qua nè, lan. Ơi, Thắm hai chị em mình đứng đây nè Thắm. Đẹp hết hồn. Cái chụp giùm chết rồi. Đứng dưới này nó chụp. Giờ mình đi ra phân ngoài nha các bạn. Giờ mình đang ra cổng. Tỉnh xa bụi viên.